Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin làm để hướng dẫn cho các bạn đấu cái bộ điều khiển từ xa của xe điện em bé này. Cái bộ này là bộ đa năng, có thể thay thế cho tất cả các loại xe trẻ em hiện tại bây giờ hỏng. Tất cả những loại xe hỏng các bạn nhé, mất hết mạch rồi, mất hết bộ dây điện rồi, các bạn có thể sử dụng với cái bộ này. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn về cái mục điều khiển từ xa. Còn cái mục điều khiển tay thì nó cũng dễ thôi. Ở bên này là hai cái động cơ đẩy ở đằng sau này. Nó là 6 cánh. Các bạn có thể lắp động cơ khác cũng được. Nó về nguyên tắc thì nó không có gì là thay đổi cả. Đấy. Ở đây thì các bạn phân biệt các cái màu dây thì đỏ đen này là ắc quy. Đấy. Cái dây động cơ thì nó là dây trắng xanh này, nó là 2 dây. Cái dây động cơ lái đây. Đó là dây xanh vàng, cái này mình chưa đấu thì các bạn cứ có cái động cơ để lái vô lăng các bạn đấu ở đây. Cái bộ này là bộ trái phải. Cái bộ là quên, bộ này là bộ tiến và lùi. Đấy. Cái dây này cũng vào mục đích tiến lùi, cái này là dùng trên bộ phanh chân, đấu vào ga chân thì đấu ở đây. Cái này thì các bạn đã mua phần cơ thì mình sẽ hướng dẫn riêng. Còn về mạch điều khiển thì nó có sử dụng hai pin. Khi mới đầu các bạn mua mạch về, các bạn lắp ắc quy lên thì các bạn phải bấm vào cái nút này một lúc, bấm một lúc để cho nó nhận mạch. Nó như thế này. Đấy, và một lúc sau là nó sẽ không nháy nữa, thì nó như thế này. Thì lúc này có nghĩa là nó đã nhận mạch. Đấy. Sau khi nhận mạch rồi thì các bạn sử dụng bình thường thôi. Mình tiến này. Đây là lùi này. Đây là dừng này. Đấy. Đây là trái này, phải này. Cái mạch điều khiển từ xa này thì nó chiếm quyền điều khiển. Nó chiếm quyền điều khiển có nghĩa là nếu như các bé mà đang đạp ga tiến lên, hoặc là đang bật số lùi xuống, hoặc là đang rẽ trái rẽ phải, thì cái điều khiển này nó sẽ chiếm quyền điều khiển, có nghĩa là bố mẹ sẽ bấm vào đây. Mặc dù cái bé đang lùi, các bố mẹ bấm vào cái nút tiến này thì cái xe nó sẽ tiến. Đấy. Và bấm vào số lùi nó sẽ lùi. Mặc dù là xe của bé đang lùi hoặc là đang rẽ trái rẽ phải, thì cái bộ điều khiển này nó chiếm quyền điều khiển. Đấy, nó như thế để các bạn dễ hiểu. Là nó an toàn cho bố mẹ điều khiển cho các xe của các cháu. Nên là cái điều khiển nó chiếm quyền điều khiển chính là ở cái nguyên tắc đó. Cái này thì nó không có sự tăng giảm tốc độ. Tuy nhiên thì khi khởi động là tốc độ nó sẽ tăng từ từ. Đấy. Khi nhả ga nó cũng giảm từ từ. Đấy, cái nút stop này nó sẽ dừng khẩn cấp. Thì cái nút stop này là nó dùng để cho các bạn khi các bé xuống dốc. Nó gần như là một chức năng phanh. Đấy. Đây nha các bạn đang tiến này. Và tốc độ cao này. Nó dừng lại luôn này. Đấy, nó như một chức năng phanh. Nó rất là hiện đại. Đấy, thì các bạn có những cái xe cũ bỏ đi, các bạn có thể mua cái bộ này về các bạn sửa lại. Thì mình sẽ hướng dẫn đấu lối. Phần mạch điều khiển từ xa là như vậy. Còn phần lái thì vô lăng thì đây là cái động cơ lái các bạn lắp vào đây. Đây là phần dây đảo chiều. Dây đảo chiều đấy. Phần dây động cơ thì các bạn cứ nối hai bánh với cái động cơ. Nếu có một bánh quay ngược, một bánh quay xuôi thì các bạn chỉ cần đảo cái dây ở trên này là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên.